Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nói về cuộc sống và tiếp theo sau đây sẽ là một tiểu mục mà chắc chắn là các chị em sẽ rất là quan tâm, đó chính là tiểu mục đảm đang khéo léo. Thưa quý vị, có lẽ là vì tính chất những công việc thường ngày mà một bộ phận lớn những người làm việc văn phòng thì sẽ đều có những đặc điểm chung như là ít vận động này, hay là chế độ dinh dưỡng sẽ thiếu khoa học hơn và chế độ sinh hoạt thì cũng không điều độ nữa. Và không những thế, đây cũng sẽ là những đối tượng mà mỗi một ngày phải tiếp xúc và giao tiếp với rất rất nhiều những người khác nhau, với những ngành nghề khác nhau. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho dân văn phòng thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều những nguy cơ bệnh tật. Và môi trường đông người thì còn tạo điều kiện cho những căn bệnh có khả năng truyền nhiễm có thể là lây lan nhanh và dễ dàng hơn nữa. Và trong giai đoạn hiện nay, chúng ta biết rằng là tất cả mọi người đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus gây ra đã và đang trở thành vấn nạn y tế khẩn cấp của toàn cầu. Và chúng ta thấy rằng là kể từ khi có biến chủng Delta thì mức độ lây lan cũng như là cái tính nguy hiểm của COVID-19 đã tăng cao lên rất nhiều. Và trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh thì mỗi bản thân mỗi người, đặc biệt là những ai làm công sở thì cũng cần chuẩn bị cho mình những giải pháp thiết thực để làm sao mà bảo vệ được sức khỏe của bản thân mình cũng như là những người xung quanh. Dạ vâng, bởi vậy thì chúng ta sẽ có những giải pháp cho riêng mình, đặc biệt là với những ai làm việc ở công sở. Tự chuẩn bị cơm tại nhà, đó là một trong những gợi ý mà chúng tôi muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Bởi vì khi mà chúng ta tự chuẩn bị cơm tại nhà thì chắc hẳn là chúng ta sẽ ưu tiên sở thích của bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, chúng ta cân bằng chế độ dinh dưỡng từ ngày này sang ngày khác. Và bên cạnh đó, cái điều mà ai ai cũng quan tâm đó chính là chúng ta cũng không phải tiếp xúc với rất là nhiều người. Và với đại dịch COVID-19 thì chỉ cần một tiếp xúc, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì có ảnh hưởng tới sức khỏe đến bản thân. Chị bổ sung một chút xíu là trong những cái ngày vừa rồi thì thực ra là ai mà làm công sở mà bắt buộc phải làm qua trưa thì không có cách nào khác và phải chuẩn bị cơm tại nhà luôn. Chính bởi xác. Vì là tất cả các hàng quán thì đều đóng cửa, thậm chí là chúng ta còn không thể gọi ship nữa mà, đúng em không? Em thấy là chỉ có thể là nếu như mà mua cơm hoặc là mua mì gì đó thì chúng ta chỉ có một cách, đấy là đi ra siêu thị. Nhưng mà với những người như chúng ta chẳng hạn, làm việc thì cũng cần phải đảm bảo về mặt thời gian, về mặt tiến độ, không thể nào mà chúng ta có thể đi ra siêu thị rồi cầm giấy đi chợ, giấy đi đường để có thể mua được một suất cơm. Khi đó thì cơn đói của chúng ta cũng ập đến rất nhanh. Phương Thảo thấy rằng có những chị em hay là đôi khi Phương Thảo chẳng hạn mình không chuẩn bị kịp cơm thì một trong những cái biện pháp chữa cháy đó là ăn bánh mì sẵn hoặc là mì tôm. Mì tôm một trong những cái món mà có lẽ là chúng ta dễ dàng mang theo cũng như là chúng ta dự trữ cơ quan. Bởi vì không phải là chúng ta chia sẻ cho bản thân mình nữa mà chia sẻ cho những người đồng nghiệp của mình nếu như cũng quên mang cơm. Một gói mì bẻ đôi. Dạ. Không, chúng ta sẽ có rất là nhiều gói mì khác nhau và chúng ta chia sẻ cho nhau. Chứ bây giờ chị ăn một gói mì chung thì có lẽ đói lắm, với lại không đảm bảo chị ạ. Sao mình bẻ, không, sao mình gói mì bẻ ra còn bát thì khác nhau mà em. Thế hả? Nhưng mà em cảm thấy là nó vẫn đói, chắc là do em tham ăn. Thế còn câu chuyện là nếu như mà chúng ta chuẩn bị bữa cơm thì không biết là Thảo đã bao giờ chuẩn bị cơm? Có những lần mà chị thấy là Thảo dẫn sáng này và dẫn luôn cả buổi chiều trong đúng khi rồi. Nhà của Thảo xa đúng không? Thì Thảo thường chuẩn bị cái gì? Em thì hiện tại cũng đang trong chế độ ăn chay. Thì mình chuẩn bị cơm cũng khá là đơn giản, chỉ là cơm hoặc là gạo lứt. Thì tới cơ quan thì mình sẽ quay lại, bởi vì cũng có lò vi sóng chuẩn bị cho công nhân viên. Và bên cạnh đó thì chỉ cần luộc rau và ăn với lạc thôi ạ. Đó là với nghe tức là đây giống như kiểu thời gian mà chị Thảo có thể là vừa healthy trong mình rồi rất là tiết kiệm cả thời gian nữa. Tiết kiệm tiền nữa, bởi vì bây giờ dịch ai cũng khó khăn mà đúng không? Mà nếu như rau thì thích thì chúng ta luộc đơn giản thôi, còn nếu như mà đặc biệt hơn thì chúng ta xào. Thì cũng khá là đơn giản để chúng ta chuẩn bị. Nhưng mà với những cái chế độ ăn bây giờ thì Phương Thảo thấy mọi người cũng sẽ có rất là nhiều những cách chuẩn bị mà tiện lợi hơn cho những người ăn mặn. Có những món như là trứng chiên, trứng rán, trứng luộc hay là thịt heo luộc hoặc là thịt rang cũng khá là đơn giản để chúng ta tự chuẩn bị. Hay là nếu như buổi tối chúng ta nấu thì chúng ta nấu nhiều hơn một xí, xong rồi chúng ta phần để đó, xong ngày mai chúng ta mang đi là chúng ta đã có một bữa trưa rất là ngon lành. Chính xác là như vậy, bởi vì với những khuyến cáo với việc là hạn chế tụ tập chỗ đông người, hạn chế ra ngoài thì việc mà chúng ta tự chuẩn bị cho mình cơm trưa tại nhà rồi mang đến văn phòng sẽ là một giải pháp đúng đắn. Thay vì những bữa trưa ngoài trời rồi thì những bữa cơm có thể là không đảm bảo về mặt dinh dưỡng thì chúng ta sẽ có thể tự chuẩn bị cho mình và tự điều chỉnh những khẩu phần ăn, những món ăn để vừa giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian mà vừa đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta trong thời kỳ dịch bệnh. Và hình thức này thì giúp cho những người làm việc văn phòng sẽ tiết kiệm được cả chi phí và cũng có thể dành ra được nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, có thể giải trí và có thể tán gẫu với đồng nghiệp để không làm ảnh hưởng
tới tinh thần của chúng ta trong những khung giờ làm việc tiếp theo, cho buổi chiều hoặc là cho buổi tối. Phương Thúy nghĩ rằng là với những người mà ví dụ có những cái công việc mà vừa, nếu mà văn văn phòng đi thì sẽ là công việc mà khung giờ hành chính, thế nhưng mà nhiều người khác thì sẽ có cái công việc là có thể là sẽ chia nhỏ các khung giờ trong ngày chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta chuẩn bị sẵn đồ ăn là một việc rất là cần thiết, bởi vì là không thể là trong mùa dịch như thế này chúng ta có thể chạy ngay ra siêu thị để mua đồ hay là mua một cái bánh hay là mua một gói kẹo gì đó để ăn cầm hơi được một cả một ngày dài như vậy. Chúng ta nên có một lồng cơm nhỏ hoặc là với những cái thức ăn được chia nhỏ ra cho những bữa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tự sẽ giúp chúng ta là sẽ không bị đói và sẽ đảm bảo được cái sức khỏe trong mùa dịch. Vân Anh thấy rằng là đây là một mũi tên trúng rất là nhiều đích mặc dù là chúng ta tốn thời gian hơn một chút xíu ngày hôm trước hoặc là buổi sáng sớm hôm đó để chuẩn bị cơm hay là đồ ăn mang theo, nhưng mà đầu tiên là chúng ta có thể lên được cái thực đơn phù hợp với thể chất của mình, cân bằng được dinh dưỡng. Ví dụ như là từ việc là chúng ta làm đồ ăn thường sẽ sạch hơn này, và thường là sẽ hợp khẩu vị của bản thân hơn. Thứ hai nữa là chúng ta tiết kiệm tiền, đúng không? Như Thảo nói là bây giờ Covid-19 là chúng ta phải thắt chặt chi tiêu, thì việc mà chúng ta tự chuẩn bị đồ ăn chúng ta tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và thứ ba nữa đó chính là chúng ta đảm bảo cái việc giãn cách trong mùa dịch, tránh tiếp xúc, và đôi khi cũng là việc là chúng ta không còn cách nào khác khi mà tất cả hàng quán bây giờ cũng đã đóng cửa rồi. Thì đấy là cách duy nhất để chúng ta có thể có được một cái bữa ăn tử tế để có thể làm việc và cân bằng cái sức khỏe của mình, đúng không nào? Đúng rồi, bên cạnh đó thì Vương Thảo cũng xin phép gợi ý một cái cách linh hoạt trong cái bữa ăn của mình. Đó là chúng ta nên chuẩn bị cơm trắng thôi. Và khi mà tới cơ quan thì chúng ta cũng có thể giơ tay thông báo với mọi người là hôm nay ví dụ như là Phương Thảo không có đồ ăn, mọi người có thể là cho tiếp Phương tế Thảo ít đồ ăn để tiếp tế lương thực ngày hôm nay được không? Thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ rất là thảo lòng để cho mình đồ ăn hoặc thôi. Là mình sẽ có thể là có một cái sự thương lượng trước với cả một nhóm làm việc của mình chẳng hạn. Hôm nay em sẽ chuẩn bị cơm, hôm nay chị sẽ chuẩn bị món gà, hôm nay chị sẽ chuẩn bị món rau, tức là một trong một nhóm của mình chúng ta sẽ có một bữa cơm chung. Chính xác, như thế cũng sẽ rất là vui. Và quý vị khán giả, Phương Thúy tin chắc rằng là sau những câu chuyện vừa rồi của ba chị em chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều gợi ý hơn. Và trong một clip, một đoạn video ngay sau đây thì quý vị khán giả cũng sẽ có thêm cho mình được những gợi ý. Và những gợi ý đó là gì thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi. Vâng, chúng ta thấy rằng là việc tự chuẩn bị nấu nướng tại nhà chúng ta sẽ có những cái bữa ăn rất là ngon và nhiều màu sắc, đúng không nào? Và với gợi ý vừa rồi thì hy vọng rằng là sẽ giúp cho những anh chị em công sở chúng ta sẽ có những bữa cơm thật ngon tự chuẩn bị để mang tới văn phòng của mình. Và phần vừa rồi thì cũng đã kết thúc phần livestream của chúng tôi trên nền tảng số của kênh VTC9. Và quý vị có thể tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Nói Về Cuộc Sống và hãy bật TV lên để theo dõi chuyên mục Sống Vui.